Xin chào cả nhà, xin chào ông bà cô chú và các bạn. Bữa nay mình sẽ làm bánh lọt cho mấy đứa con mình ăn nha. Mấy đứa nhà mình đứa nào cũng thích hết trơn á. Thì nguyên liệu để mình làm bánh lọt hôm nay là mình quan trọng là mình phải có lá dứa nha cả nhà. Đây, mình có 92g lá dứa tươi ha. Cái này mình sẽ đi cắt nhỏ xay để mà lọc lấy nước để mình làm bánh lọt. Và bánh lọt hôm nay là mình làm với cái bột này là bột củ năng nha cả nhà. Mình đã thử nhiều công thức rồi nhưng mà nhà mình chỉ thích cái bánh lọt với cái bột này thôi. Còn những cái bột khác thì mình không có thích cho nên mình không có làm nữa nha. Đó, bột củ năng. Cái gói này nó là 227g. Cũng hơi mắc á cả nhà, 3 đồng 80 á, gần 4 đồng một hộp này á. Đó, rồi mình có nước cốt dừa ha, để mình ăn kèm ha. Rồi đây là mình có đậu đỏ trong lon. Đó, đậu đỏ là mình sẽ khui ra mình luộc sơ lại. Đây là mình có đường để mình thắng nước đường. Và cái nước đường của mình là mình có thêm đường thốt nốt vô để cho nó có màu nâu. Đó ha. Rồi mình có đậu xanh mình sẽ ăn kèm. Đậu xanh này là mình đã hấp chín, mình cho vô tủ đá. Bây giờ mình lấy ra cho nó mềm chút xíu, mình sẽ nấu cho sơ lại nữa để mình ăn chung với bánh lọt hết cả nhà. Mình thường hay mua đậu xanh nguyên một bịch to rồi về mình ngâm mềm, mình hấp vậy đó. Mình cắt tủ đá để dành mình làm bánh, làm gì tất cả các thứ mình lấy ra nó rất là nhanh tiện lợi nha cả nhà. Đây mình có bột gạo và bột năng, mỗi một thứ mình chỉ dùng có một muỗng thôi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi cắt lá dứa. Mình sẽ chuẩn bị làm tiếp, cả nhà cùng xem nhé. Đây nè cả nhà, bây giờ cái nước lá dứa mình mới xay, mình cho vô chai để mình dễ đông ha. Mình cái chai này nó là 2 lít mà mình lấy bao nhiêu đây nè, nó là 1 lít 8 á cả nhà. Đây nè. Tới cái mức này thôi. Đó. Là 1 lít 8 nha, nếu mà đầy thì là 2 lít. Nếu mà ai mà muốn ăn cho cái bánh nó mềm quá đó, nó thì là mình làm hết cái chai này luôn, 2 lít vẫn được nha cả nhà. Đó, bây giờ mình đổ cái nước lá dứa vô để trong cái nồi của mình. Đó. Không có cho lá dứa trong cái keo cái hộp nha cả nhà. Mình không có dùng màu thực phẩm nha, mình dùng 100% lá dứa luôn. Ai mà muốn thì cho thêm cái kia vô nữa vẫn được, bỏ 2-3 giọt vô nữa, nhưng mà mình không cần đâu, cái này là nó xanh rồi, màu rất là đẹp rồi, không có cần phải thêm ăn màu giả vô nữa. Đó, mình cho cái bột mình vô cái gói bột củ năng, ngoại quậy nó lên, dùng cái muỗng mình cho thêm muỗng canh này ha. Mình sẽ cho thêm hai thứ bột này nữa, mỗi thứ một muỗng vô. Đây là bột năng. Mình sẽ cho một muỗng canh dung bột năng ha. Và một muỗng canh bột gạo. Giống như vậy luôn. Rồi, xong. Rồi bây giờ mình sẽ quậy cái bột này lên, mình để đây cho bột nó nở nha. Nửa tiếng vậy đi rồi mình mới làm. Đó cả nhà, thì bây giờ mình sẽ nấu đậu xanh ha. Đây. Mình cho cái đậu xanh của mình này vô. Mình nấu lại thêm đậu xanh. Nó sẽ mau mềm lắm, tại vì cái đậu này mình đã hấp rồi cả nhà. Nha quậy bột cho mẹ hả? Dạ cô chú. Này nha quậy đi, chừng đổi của mẹ nha chưa? Dạ cô chú. Ừ, mình phải quậy bột cho nó tan chút xíu rồi mình mới bắt lên bếp mình nấu biết không? Dạ. Giấy gì mà Na cầm về vậy? Giấy gì trên bàn vậy? Thì là con làm ở nhà Phật với dùng bột. À vậy hả, con làm á hả? Na đi chơi mới về đó, chứ qua nhà ba Bi ông hàng xóm mới về đó cô chú. Từ từ đuối xe mon cẩn thận đổ hết của mẹ. Mình này của con nè, mình có cho một cái túi sức đường á, đường vani để cho nó thơm ngọt ngọt á cả nhà. Đó, đây cả nhà coi nè, mềm nhừ rồi ha. Đó, như vậy là được rồi. Mình sẽ tắt lửa, mình đổ nó ra cho nó gáo để hồi mình ăn với bánh lọt. Tại vì đậu này mình đã hấp trước rồi cho nên nó rất là nhanh mềm. Tắt lửa cả nhà xong rồi. Cô chú, cô đã biết hôm nay thì mình quay mua một cái này nè cô
chú. Mình quên mua cái này nè cô chú. Tao quên, mình ăn rồi, hôm qua mẹ mua cho rồi. Ina đòi đi ăn mắt đô á cô chú. Nhưng mà là mới ăn rồi, mẹ mới mua cho rồi. Cái đậu nó sôi lên nè cả nhà, thấy chưa? Đó. Đó. Nó mềm nó chín rồi nha, nhưng mà mình vẫn phải nấu sôi lại. Chứ mình không có để trong lon khui ra rồi ăn đâu, mình phải nấu sơ lại. Rồi, sôi như vậy là được rồi đó, mình sẽ đổ bỏ ra cái nước nha, mình sẽ lấy cái đậu thôi. Lửa. Đậu xong rồi, bây giờ mình sẽ nấu cái nước cốt dừa nha cả nhà. Thì nước cốt dừa mình mới khui ra lon á, mình có một lon, với trong tủ lạnh mình có cũ hôm bữa mình còn nửa lon cho nên mình cho vô hết luôn là 600ml nước cốt dừa. Bây giờ mình sẽ cho hai cọng lá dứa mình buộc lại mình nấu để cho nó thơm. Mình sẽ cho tí xíu muối và một muỗng đường. Trong lúc mình đợi nước cốt dừa nó sôi đó, mình thấy còn bánh lọt luôn. Cái này á phải quậy hoài nha cả nhà. Phải quậy hoài á, nếu mà mình không quậy hoài là cái bột nó sẽ đóng đặc ở dưới á, mà nó chưa chín đều, không có đều. Đó, cho nên mình phải quậy hoài như vậy đây. Quậy chừng nào mà bột chín thì thôi, thì lúc đó mình sẽ đem ra để mình nặn thành con bánh lọt đó cả nhà. Tay này mình coi nước cốt dừa nó được chưa. Chắc sắp được luôn rồi đó. Nước cốt dừa của mình đợi nó sôi lên chút xíu nữa là mình sẽ tắt lửa bên nước cốt dừa. Màu lá dứa 100% luôn, nó rất là đẹp nha cả nhà. Không có cần phải thêm màu trong cái keo nhỏ nhỏ vô nữa đâu, không cần cái đó nữa đâu. Mình ăn tự nhiên màu tươi gì luôn đi. Mình bỏ tay đó, mình coi nước cốt của mình nó sôi chưa. Tại nước cốt nấu không sôi lên ăn đau bụng á cả nhà. Nên mình cho nó sôi lên ha. Đó, nước cốt của mình được rồi cả nhà ơi, nó sôi lên rồi, mình tắt lửa, mình cho cái nồi kia qua đây. Cho cái nồi bánh lọt qua bếp này, quậy cho nó gần. Tắt bếp đó, rồi giờ mình sẽ quậy bánh lọt đây. Cứ quậy hoài vậy cả nhà ơi, đứng đây quậy hoài luôn đó. Quậy chừng nào thấy đặt chín bột rồi là thôi. Giờ mình tắt đi cả nhà, chút xíu nó gần được, mình cho cả nhà coi tiếp. Bây giờ bắt đầu nó đặt rồi đó cả nhà ơi, nè cả nhà thấy không, nó đặt rồi đó. Bây giờ mình giờ bắt đầu mỏi tay nha cả nhà. Tại vì bây giờ nó đặt á cho nên mình phải quậy. Đây, cả nhà thấy không? Đó. Giờ bắt đầu cái lúc này là cái lúc mỏi tay nè. Tại bột nó dẻo lại á. Mà nó đang chín cho nên mình phải quậy. Đó, mình phải quậy nào bột nó chín hết luôn thì mình mới được thôi. Mỏi tay lắm á cả nhà. Ôi giời giời. Đó. Mình quậy mà mình phải vét. Phải vét để cho bột nó đều á cả nhà. Nhưng mà mình phải vét. Này. Đây, mình cho cả nhà coi ha. Nè. Nè, không? Màu lá dứa 100% luôn, không có bỏ giọt màu giả nào vô hết ha. Rất là đẹp luôn á, cộng bánh lọt nè. Cái màu bánh lọt. Cái nào thấy không? Bộ nó đặc rồi nè, nè thấy không? Ừ. Sao vậy? Sao khóc vậy con? Anh ba làm đau con á hả? Thôi nín đi, điện thoại mẹ la anh ba nha. Tại sao anh ba làm đau em vậy? Chúc mẹ mẹ làm bánh lọt cho anh ăn nha. Ừ. Na thích bánh lọt không? Na thích bánh lọt lắm luôn á. Na thích bánh lọt lắm cô chú ơi. Anh ba làm đau con á hả? Ồ, anh ba kỳ quá, anh ba làm đau em. Mẹ hỏi mẹ la anh ba. Đến đây. Này. Chờ mẹ quậy bột chút rồi mẹ cho Ina coi mẹ nặng cộng bánh lọt nha. Đó,
chút xíu nữa là chín rồi cả nhà. Mình thấy bột nó trong là hết, nó không còn đục là nó chín nha cả nhà. Khi mà bột đục có nghĩa là bột nó chưa chín, cho nên mình phải dạch dạch lên mình coi vậy nè, trong hết là nó chín đó. Đây đi, à toàn đây mày dặn lửa nhỏ rồi. Đây nè, cho cô chú coi cái bột nè, ha, đó, này nó dẻo mà nó trong như vậy nè, này chín rồi đó, thấy không? Mà muốn cho nó chín nhiều chút nữa thì mình thêm chút nữa, đó, được rồi đó cả nhà, chưa, chín rồi đó, nhưng cũng nhanh lắm. Ăn đậu hả? Ăn đi. Ừ. Nào muốn ăn đậu, ăn đi. Rồi, mình tắt lửa nha, chín rồi. Đây. Bột xong rồi ha. Đó, như vậy là ok, bây giờ mình sẽ qua chuẩn bị cái thau nước để mình nặn con lọt. Đó, bây giờ mình sẽ cho cái bột vô trong đây ha. Bột bánh lọt hồi nãy nè, đó, giờ quay mẹ đang đi nó từ từ. Ina buông, Ina. Nhưng mà à tao để mẹ bóp đó, mình phải bỏ xuống nè. Này con ngồi xuống đi. Đó. Mình chỉ cần bóp nhẹ thôi là sẽ chảy xuống. Hơi rung nhẹ vậy nó cũng chảy xuống. Chưa đi nè. Không nói là con chứ chân không sợ nó tồn đó. Nè, lấy tay ra. Từ từ đuối xuống mông đi nè. Ina bóp mạnh quá là nó ghét xuống dài thành cọng bánh canh luôn á. Chứ hết ra cọng bánh lọt. Đó, phải cho nó lọt á con. Nó dài quá là thành cọng bánh canh nha Ina. Ừ. Chưa đẹp không? Đó, ê, mà nó sẽ cứ buông ra để cho mẹ bỏ vô. Mà nó sẽ cứ cấm gì? Cấm cái y bằng con. Cái y hả? Vì cái y là bằng con đó mẹ. Này chữ y hả? Chữ y bà chữ y cũng còn đó. Thì na nói cái này giống chữ y. Chữ y bằng con. Đó, thấy chưa? Nhẹ nhẹ nhàng thôi. Ghế xuống. Đó, thấy chưa? Nó lại đi cho mẹ làm. Lắc nhẹ vậy thôi nó cũng ghế nữa nè. Mà thấy không? Đó. Bởi vì người ta mới kêu là bánh lọt á. Bánh lọt. Ừ. Bánh lọt là tại vì mình bỏ vô cái nó lọt xuống, đúng không? Bởi vì người ta kêu là bánh lọt. Cái này mà không có nặng, cái này nặng thì người ta bỏ vô cái rổ. Người ta cũng đè đè chà chà xuống, nó cũng rớt xuống thành con bánh lọt. Chưa, đẹp không? Na thấy con bánh lọt đẹp không? Rồi lâu lâu mình phải ta quậy cho nó bởi rời ra. Cái nước này là nước lạnh nha cả nhà, thao nước lạnh đó. Đây cậu bánh lọt mình mới vừa xong hết nha cả nhà. Này đó, mình cho cả nhà coi đây ha. Gì con con đâu cầm máy được, anh ba mới cầm được đó. Mấy cái này mà mấy cái cuối nè, mấy cái cục bột cuối đó, nó bị dính lại á cả nhà đó, nhưng mà không sao. Đây ha. Rồi giờ mình sẽ làm nước đường nữa là mình ăn. Giờ mình vớt ra nè cả nhà. Vớt ra cả nhà. Thấy không? Trong cái thau nước xong rồi giờ mình vớt ra ha. Đó, rất là đẹp cả nhà thấy không? Xanh quá trời xanh luôn. Thử con thử đi. Nè, mình bóc thử không? Nó thử ngon không? Ngon. Giờ để mình làm nước đường nha. Rồi bây giờ mình sẽ làm nước đường rồi mình ăn cả nhà. Lọt. Nè bóc bánh lọt ha. Giờ mình thắng nước đường này cả nhà. Đó, giờ mình cho nước vô nồi. Xong cái mình sẽ cho cái đường thốt nốt này mình còn 5 cục á cả nhà, mình cho vô luôn. 5 cục hả? Ừ, 5 cục. Nấu vô luôn.
để cho nó có màu nâu. Mỗi khi á, nếu mà không có đường thốt nốt á, thì mình sẽ thắng màu cả nhà, thắng như thắng màu dừa đẹp hoa cá vậy đó ha. À, hôm nay thì mình có đường thốt nốt cho nên mình cho vô thì mình khỏi thắng màu. Rồi giờ mình chở thêm đường cát vô nữa. Có đứa nào ngồi ăn dụm kìa cô chú. Ê, nó trả lời nói lại Lina. Có đứa nào ngồi ăn dụm kìa cô chú ơi. Mẹ làm bánh lọt xong vậy nó ngồi nó bóc rồi cô chú ơi. Ngon không? Đi hả? Đợi mẹ nha. Mẹ nắng nước đường xong rồi là mẹ quay qua là mẹ làm cho Lina liền vô trong cái chén nha. Ui, gọt đá vô nữa, ok. Ui, thèm vậy đó. Thôi con đừng bóc tay vô nữa, vậy nó dơ. Để mẹ lấy cái muỗng để vô. Con ăn hả? Ừ, lấy cái muỗng để vô. Rồi, múc bỏ vô chén cho Lina nha. Ừ. Nó phải bỏ vô chén vậy nè. Rồi, nó con múc bỏ chén cho con đi. Ừ. Nè, bỏ chén đi xong rồi đợi mẹ, mẹ đang thắng nước đường nha. Ừ. Phái bánh lọt lắm. Một bịch á bột củ năng thành đây mẹ cho cô chú coi đấy. Một bịch bột củ năng mà ra rất là nhiều bánh lọt á cô chú ơi nè, ra rất là nhiều luôn nè. Một thao này, một tô này đó ha, mà màu xanh nè, một bịch lá dứa đó, quá trời luôn. Bịch lá dứa đó là muôn đồng gửi ha, màu rất là đẹp, đâu cần phải cho thêm màu. Mẹ nói con không phải thiệt chí vậy. À bây giờ con bỏ cái này, con bỏ đậu vô nếu con muốn, con thích đậu này đúng không? Rồi vậy con cho đậu này vô. Ui, với đậu này vô, xong rồi nước cốt dừa vô. Ừ. Rồi xong rồi mẹ thắng nước đường xong, nước đường nó đang sôi. Rồi cái mình bỏ đá vô nữa là mình ăn, thấy không? Vừa vừa thôi, con thích nhiều đậu vậy hả? Trời ơi, bỏ nhóc đậu luôn. Ừ, nhóc đậu luôn. Nó sôi lên rồi đó cả nhà, thấy không? Đó không? Nó ra màu rất là đẹp ha. Tại vì có đường thốt nốt á, đường nâu á cả nhà. Đó, chứ nếu mà mọi khi mà hết đường thốt nốt á thì mình vẫn thắng màu, thắng màu thì nó vẫn ra màu đẹp như vậy ha. Đó. Bây giờ mình trong cái đường này nãy mình có cho dằn một tí xíu muối á, đó. Với đường sôi vậy là ok là được rồi đó, rất là đẹp ha. Bây giờ mình sẽ tắt lửa. Ina giỏi nè cô chú, Ina tự múc ra luôn nè cô chú, thấy chưa? Con múc cho ai vậy? Cho hai với cho anh ba luôn á hả? Rồi cái này của con đâu? Ở đây nè. Của con á hả? Trời ơi, giỏi thôi, tự biết múc ra luôn nè. Tự biết múc, mẹ lo thắng nước đường, tự biết múc bánh lọt, xong rồi đậu xanh, rồi đậu đỏ. Rồi cái không múc cho ba với mẹ à? Không múc cho ba với mẹ hả? Si. Si. Ôi vậy hả? Giờ đó lấy hai chén đó cho ba với mẹ đó hả? Ôi ơi. Ôi đúng rồi, nhà mình 5 người phải 5 chén chứ. Chừng cẩn thận đổ nước đường của mẹ nha. Ngồi xuống đàng hoàng. Cẩn thận đó. Rồi bây giờ nước đường thắng xong rồi nha cô chú ơi. Bây giờ ở đây mình có bánh lọt, đậu xanh, nước cốt dừa, nước đường. À, nước cốt dừa mình bỏ vô cái kia không hết, còn dư trong chén nữa mình để đây luôn. Đó. Để mình ăn luôn. Chưa con? À to. Đó. Rồi bây giờ phải cho cô chú coi còn bánh lọt lại gần ha. Đó, rất là đẹp luôn. Giờ mình sẽ lấy nước đá ra nữa. Rồi là ăn. Đó, hấp dẫn luôn. Xong rồi đây ha. Ừ, có đậu xanh, đậu đỏ, bánh lọt, cốt dừa, đường. Mình ăn thử miếng nha. Hai với anh ba chưa xuống, chừng nào hai với anh ba xuống, hai anh ba tự chăng. Ngon quá. Chào chào. Chào chào. Ê Lina bỏ vô chén sẵn hết cho có đậu đồ này kia luôn. Nhưng mà đó mẹ dẹp qua là sẽ thấy mình nè Lina. Đó thấy bánh lọt với mình chưa? Chị không có thích đậu xanh với đậu đỏ cả nhà. Ba chỉ ăn bánh lọt không thôi. Ngon không? Ngói thì ngon. Đó. Chú ba chưa? Ba kêu ba chưa? Ba, ba ba làm ơn. Ba khỏi ba làm ơn. Ba khỏi giống. Ba nói gì? Đó, thay ba. Ba khỏi ba.
ok. Na kêu ba rồi, ba nói ba mắc tha vai rồi, tại vì ba đang đóng cây để trồng rau cả nhà, đóng cây làm mấy cái kệ á. Nhưng mà của ba con Trang rồi, phải đưa ba ăn thôi, để đám nó tan. Đi đi bưng cho ba con. Ba hồi gặp ba. Bưng cho ba, nói đi Na làm cho ba rồi. Ngon quá. Ngon quá luôn. Na. Có xuống các bạn không này? Mẹ làm ngon không? Dạ. Ngon hả? Có gì Na phụ nữa đó. Thấy không? Ừ, trời hút rộp rộp luôn rồi cô chú. Ngon lắm hả? Na thích bánh lọt không? Thích. Na thích lắm. Năm nào cũng tới mùa hè làm cho ăn hoài không? Khi mà ngày nào mà xiên á thì làm thêm cái rau câu á cả nhà, xong rồi cắt nhỏ nhỏ trộn vô với bánh lọt á. Rất là ngon. Giống mãi với đời thường. Ừ. Cơm xài luôn. Ừ. Ừ. Mà bánh lọt của Na là phải có đậu đỏ nữa nha. Đậu xanh hay không? Nước đá hả? Ừ. Chà, anh ba ăn thêm. Rồi. Rồi. Thôi cái clip của mình ăn xong rồi đủ rồi. Vậy mình bye bye cô chú đi. Bye bye. Bye bye cô chú. Bye bye cả nhà. Kìa phải nhìn lên đó kìa. Bye bye cô chú, bye bye cả nhà, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại nha cô chú. Bye. Dạ, bye. Bye. Hai chén luôn rồi, đã chén thứ hai á cô chú. Hai chén luôn. Chưa đã nữa hả? Đã chưa? Nhìn mẹ nè. Đã chưa? Đã không? Nè. Nè, mẹ cho cho mẹ. Đã. Không đã, hai chén rồi mà không đã luôn. Vậy mấy chén mới đã? Một chén đã. Một chén đã chứ không đã, một chén đã. Chuyện gì mắc cười vậy? Hả? Chén đó là chén Elina thứ hai của Elina rồi đó. Không biết. Con không biết, trời ơi. Ăn bánh lọt mà uống nước ngọt. Coi kìa cái mặt cây này kìa. Ừ, thôi nè, ăn giỏi đi, xong rồi hồi mình phải đi ngủ đó. Nghe con. Ăn giỏi đi, hồi mẹ đi cho ngủ nha. Ăn bánh lọt nhanh lên đi. Chén thứ hai là hình như muốn bỏ mứa rồi nè, muốn ngán rồi đó. Thôi vậy nghỉ ăn đi. Xỉn rồi, hay là mắc ngủ rồi chứ gì phải không? Có mắc ngủ không? Chắc mắc ngủ rồi. Thôi vậy ăn lẹ đi, đi ngủ con. Thôi vậy bye bye cô chú nè. Bye bye. Bye bye.